Hi, welcome to Casino Online. Ok, chào tất cả các anh chị em, mình là Hoàng Anh. Thì hôm nay mình quay ở cái sảnh Evo này đánh cho mọi người xem. Vốn đem vào là 10 triệu nha anh em. Nói chung là hôm nay vào chơi chỉ nhân đôi vốn xong là nghỉ thôi. Cầu đang chạy là cái cầu gì cơ? Cầu bàn này chạy khá ấy, khá loạn. Ok, con còn ăn rồi này. Khả năng là tay này mình nghi là sẽ phải cái. Nói chung là phải soi cầu đã. Ok, cái vào tạm 1.250.000. Ở cái sảnh nó đánh hơi bị lẻ tiền một chút. Không biết tay đầu như nào. Trước làm mấy clip ở mấy cái sảnh kia ấy quá. Làm ở mấy cái sảnh kia toàn bị xóa mất clip. Bao nhiêu clip hay cho anh em xem. Rồi ăn tay đầu rồi nhá mọi người. Đây cái chip ở cái sảnh này bị lẻ tiền kìa. Ok, tay này vào 2.500.000 bên nhà con. Khả năng là nó sẽ ra được cái đường cầu 1-1 ở trên đầu kia. Mình nghĩ là nó sẽ ra cầu 1-1. Không biết được kết quả như thế nào. Rồi, hồi 8 ốc 9-7 điểm ăn quá chắc rồi. Ok, chúng ta ăn tiếp tay thứ hai này anh em. Khởi đầu cảm giác là khá ok. Cái tay này mình đang bắt theo đường cầu phụ thứ hai nha mọi người. Cái đường chấm tròn màu xanh ấy, mình đang thấy có một đường bệt xanh dài cho nên mình sẽ đánh vào bên nhà con. Thôi, một điểm thôi thua. Nhìn cái kiểu bốc cây thứ ba bốc phải con ca và con át trông khá chán. À, ngoài ra thì cái nhóm kéo trên tele của mình vẫn đang hoạt động nha mọi người. Nhóm của mình vẫn kéo 3 khung giờ chính, 15 giờ, 20 giờ và 21 giờ. Vốn an toàn để vào nhóm là 3 triệu. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với ván cược này. Rồi 7 điểm khá to. Ok, chúng ta ăn tay này rồi. Xung tay này không kết lắm, ăn một tay hơi bé. Cái sảnh này đánh rất nhanh nha mọi người nhá. Cái sảnh này họ kéo rất nhanh. Vào trước kịp làm gì đã kéo bài luôn. Cầu nói chung là, như mình thấy ở sảnh này cầu sẽ khó đánh như các sảnh khác. Nhưng mà nói chung có kỹ năng rồi thì đánh sảnh nào cũng được thôi. Ok, 7 điểm thì ăn là cái chắc chắn rồi. 7 gặp 6 thì là ăn ở 2 cây đầu nha anh em. Rồi mới 10 triệu đem vào thì sau khoảng 5 phút đánh chúng ta đã có 15 triệu rồi. Cố đánh đến tầm hơn 20 là chúng ta nghỉ thôi. Tay này mình vẫn bắt con nha anh em. Tay này lại đang bắt theo đường cầu phụ thứ nhất và đường cầu phụ thứ ba. Đường cầu phụ thứ nhất đang chạy cầu 22 và cầu thứ ba đang bền, đúng khớp nhau. Rồi 9 điểm thì là ăn là cái chắc chắn rồi em. À 2 à? Có cái con 9 tưởng con ấy. À vẫn ăn này. Vừa rồi con 9 tưởng là con 6, 6 với 3 là 9 rồi. May có vẫn bốc được con 6. Tay này đánh cái nhá mọi người. Nói chung là cái chiến thuật bắt cầu của mình là mình xoay quanh 3 cái đường cầu phụ. Cầu chính mình không xem mấy. Không biết là kết quả tay này như nào đây.
Rồi hai nhà bốc cây thứ ba. Bên kia 5 điểm ăn rồi. Chúng ta đã có 16 triệu. Tổng số dư 16 triệu 8. Ngoài ra thì ai mà muốn tham gia cái nhóm kéo của mình ấy thì có thể nhắn tin vào Dick Taylor hoặc là Zalo, mình có để dưới phần mô tả. Bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ đưa anh em vào nhóm và tư vấn cho anh em cách thức chơi, hoạt động của nhóm. Ok, khả năng lại thua tay này rồi. Đúng thua thật. 5 điểm để mà bốc ăn được con 7 nó rất khó, bởi vì nó chỉ có 1-2 con là ăn được thôi. Từ con 3 đến con 5 nó ăn. Bốc ca đấy là hơi khoai. Theo mình thấy là hơi khoai. Chưa có nhiều clip hay cho anh em xem lắm, nhưng mà đợt này YouTube đang quét, cho nên là không ấy được. Trước những cái clip tiền trăm tiền tỷ đánh rất hay. Cái trang của mình chơi thì mình đảm bảo rút nạp cho mọi người luôn nhá. Nó xung trang là uy tín tôi mới giới thiệu đến cho anh em thôi. Chứ còn như đội Quebec cũng biết ngày chỉ rút được vài triệu xong rồi đánh sảnh riêng, đánh kiểu bịp là tôi nói thật không bao giờ ăn được. Không phải là mình hạ thấp trang nào hay mình khen trang nào đâu, mà cái đấy nó là sự thật. Trang bên tôi chơi là nạp rút trong vòng 30 giây nhá. Một ngày rút được tối đa là 5 tỷ. Không bị khóa hay là phân cấp như các trang khác. Ok, tay này chúng ta đánh một tay khá lớn ở bên nhà con mà chúng ta ăn rồi này mọi người. Rồi mới khoảng 7 phút chơi thì chúng ta đã có khoảng 19 triệu rồi, gần 20 triệu. Có khi đánh chuẩn một vài tay nữa chúng ta có thể nghỉ được rồi. Cái đường cầu phụ thứ nhất thì đang báo là cầu 12, 21. Và đường cầu phụ cuối thì đang báo là bệt. Tay này tỷ lệ về cái rất là cao, không biết có về hay không. Ok, hòa rồi này. Ơ kìa, đúng là 6 điểm kia là phải hòa chứ nhở. Hơi khó hiểu, nói chung luật của bộ môn này hơi khó hiểu một chút. Thôi được rồi. Vậy là sau một cái tay mà tưởng là hòa đấy thì chúng ta đã ăn, nói chung là mất một số tiền khá lớn. Rồi tay này thì ăn là cái rõ ràng này mọi người. 9 điểm thì đã ăn là từ 2 cây đầu và không ai bốc thêm cây nào nữa. Có khi mình sẽ đánh chuẩn một vài tay nữa để mình nghỉ thôi. Bởi vì qua cái mốc 20 triệu nó, mình cảm giác nó khá khó khăn. Vừa rồi được 18, 19 triệu mà chỉ đến tầm đấy là quay đầu thôi. Đánh một vài tay nữa, nếu mà không cố được là chúng ta nghỉ nha anh em. Tay này mà ăn có khi cũng nghỉ được rồi. Ok, chúng ta có cái 3, chúng ta ăn được cả x2 nữa. Khá ok. Ok, vậy là 10 triệu mình đem vào thì bây giờ mình đã có được 23 triệu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Chào anh em.